Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Và đây chính là iOS 17 mà mình đã cài lên em iPhone 14 Pro đang sử dụng. Đương nhiên đây chỉ là phiên bản developer beta, phiên bản đầu tiên. Và nói thẳng ra là lỗi cực kỳ là nhiều. Máy nó nóng lên thì cứ phải gọi là thôi rồi lượm ơi luôn. Thế nhưng mà với góc độ là một reviewer trải nghiệm rất nhiều sản phẩm công nghệ và cái công việc của mình sẽ cần phải sử dụng thử những cái sản phẩm như vậy, những cái thứ mới mẻ như vậy để chia sẻ đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Vậy nên mình vẫn quyết định lên mà thôi. Có một cái thông tin trước khi ra mắt là chúng ta sẽ cần phải mua cái gói developer license khoảng 99 đô của Apple thì mới có thể update được. Nhưng mà một cái tin vui khác là những bạn nào trước đây đã từng đăng ký cái chương trình thử nghiệm và cài những cái phiên bản profile của Apple để trải nghiệm những phiên bản iOS beta này ấy, thì bây giờ chúng ta cũng có thể tự động lên ngay và luôn. Nói chung là khá là dễ dàng, không có thứ gì mà phải khó khăn cả. Và nói thẳng ra là cũng không tốn tiền ấy, nên các bạn không phải lo. Rồi, thì quay trở lại với cái phiên bản iOS 17 beta này. Không, developer beta này. Nó có cái gì hay thì bắt đầu ngay sau intro nhé. Trước khi để chúng ta có thể trải nghiệm được những tính năng như thế này thì các bạn phải có một cái iPhone trước. Mua iPhone ở đâu? Mua tại 7S, hàng chính hãng, giá tốt, bảo hành rất ok. Và thậm chí chúng ta còn có thể mua thêm nhiều gói bảo hành mở rộng khác nữa để các bạn có thể nhận được những cái ưu đãi rất hấp dẫn, một đổi một trong vòng thời gian nhất định. Và nói chung, riêng iPhone ở đâu, chứ iPhone ở 7S thì cực kỳ là uy tín, nên các bạn không phải lo về sản phẩm nha. Chốt là quất thôi. Ok, thế đây là cái tính năng mà mình muốn nói đến nhiều nhất. Đây là tính năng gọi là màn hình chờ. Màn hình chờ này nó sẽ hoạt động khi chúng ta thứ nhất là cung cấp cho nó một cái nguồn sạc. Các bạn có thể cắm sạc dây, các bạn có thể dùng sạc không dây kiểu như là MagSafe như thế này. Đấy, và chúng ta sử dụng cái điện thoại theo phương nằm ngang thì ngay lập tức nó sẽ kích hoạt được cái widget như thế này. Thì chúng ta có thể chuyển qua chuyển lại giữa những cái kiểu đồng hồ khác nhau này. Chúng ta có thể chuyển qua chuyển lại giữa những cái widget về cái lịch hoặc là ngày tháng các thứ này. Chúng ta có thể chuyển qua được những cái mặt đồng hồ kiểu khác này. Đó. Thì bản chất cái này nó dựa trên cái on-going display. Và để nói một cách công bằng thì nó mang cái tính năng này từ con Apple Watch sang. Apple Watch nếu mà chúng ta để trên đế sạc mà để theo kiểu nằm ngang á thì nó cũng sẽ hiển thị cái kiểu đồng hồ đầu giường ấy. Thì bây giờ cái tính năng này cũng tương tự là như vậy. Có chăng là màn hình nó lớn hơn, nó hiển thị được nhiều nội dung hơn. Và cái tính năng này thì trước đây chúng ta cũng đã có trên một vài sản phẩm máy tính bảng rồi. Nhưng cái mới ở đây nó là trên một cái iPhone. Vậy thôi. Đúng rồi đấy. Chẳng có gì cả. Đương nhiên là các bạn có thể truy cập được nhanh vào đây. Chúng ta theo dõi được cái lịch MFID. Đó, thì chúng ta có thể truy cập vào lịch ngay. Nhưng mà tuy nhiên là đang chuyển sang nằm ngang thì các bạn phải tắt cái khóa xoay chúng ta mới xoay sang được. Tắt đi cái, nó lại chuyển sang cái này. Thì cái này dựa trên cái nền đen, chúng ta sẽ chỉ hiển thị những cái thông tin xung quanh. Thì các bạn để thấy này, toàn bộ là nền tĩnh. Tĩnh, động có duy nhất cái xoay kim đồng hồ thôi. Và nếu như chúng ta sử dụng cái tính năng này lâu, thật là lâu về sau, hàng ngày, thì mình tin chắc là cái tỷ lệ màn hình nó bị burn in lên khi mà kiểu hiển thị một cái nội dung tĩnh quá nhiều trên màn hình OLED nó sẽ gặp phải trên cái điện thoại này. Và hiện tại thì màn hình của iPhone 13 series với màn hình 120Hz gặp lỗi rất là nhiều, gặp fault rất là nhiều. Thì iPhone 14 Pro series cũng đã lác đác một vài những cái trường hợp. Thì với những tính năng như vậy thì mình tin là nhiều người cũng sẽ suy nghĩ đấy. Ok, nhưng mà không thể phủ nhận được nếu như chúng ta kiểu như mình sử dụng này, đế sạc không dây, MagSafe gắn cái này lên thì rõ ràng là chúng ta lại có một cái đồng hồ để đầu giường rất tiện, 30 củ. Còn thì sao? Comment. Thì đấy là cái tính năng mà có lẽ là mình muốn nói đến nhiều nhất, nhiều lắm luôn ấy. Thế nhưng mà những cái trải nghiệm khác nữa thì sao? Chúng ta có những cái sự thay đổi về cái một vài những cái liên quan đến lock screen. Mấy cái này thì chúng ta có thể tùy biến được nhiều thứ hơn, tùy biến được màn hình chính các thứ như thế nào rõ ràng hơn. Và vào phía bên trong cái Apple Assist thì chúng ta cũng sẽ có những cái tính năng. Thì với cái Apple Assist thì chúng ta sẽ có thể reply kiểu như thế này. Nó dễ dàng hơn, giống như kiểu Telegram, Zalo, Messenger hiện tại đang có. Mấy cái tính năng này thì nói thật với các bạn là mình không có quan tâm. Hay là trong cái phần danh bạ, chia sẻ tên ảnh của bạn với bạn bè các thứ, kiểu như chúng ta có thể tùy chỉnh được cái affix này, chúng ta tùy chỉnh được cái ảnh liên hệ này, và thậm chí các bạn có thể sử dụng cái
Memoji này để chúng ta có thể làm những cái ảnh liên hệ kiểu như vậy. Nói chung là sẽ có khá nhiều cái thú vị để các bạn có thể tùy biến được vấn đề danh bạ phía bên trong. Tuy nhiên thì cái này thì mình thấy nó cũng không thứ gì nó vui vẻ cho lắm cả. Và mình thích một cái ở đây, đó là nâng cao cái tính bảo mật trong quá trình các bạn duyệt web. Vào cái trình duyệt Safari đúng không? Thì mặc định chúng ta sẽ ở trong khu vực riêng tư. Và các bạn thấy không? Bây giờ nếu như muốn truy cập được vào khu vực riêng tư, các bạn sẽ cần phải mở khóa bằng VID thì chúng ta mới có thể truy cập được vào những cái trang web riêng tư như thế này. Đó. Còn nếu không thì nó sẽ ở cái trang bắt buộc bên ngoài ấy, thì nó sẽ chỉ là những cái trang rất là bình thường thôi. Ok chưa? Duyệt web bình thường thì ok không sao. Bây giờ các bạn muốn vào riêng tư, yêu cầu mở khóa bằng VID. Hai, tiện, đảm bảo tất cả những dữ liệu bí mật của anh em là chỉ có một mình anh em biết thôi. Trừ khi vợ anh em có quà VID trên cái điện thoại này của anh em thì xin chia buồn các bạn ạ. Một câu hỏi khác nữa mà rất nhiều bạn cũng quan tâm, đó là trải nghiệm chơi Liên Quân thì sao? Mình thì có chơi thử hai game Liên Quân trên cái phiên bản iOS 17 beta như thế này. Thì cái cảm nhận của mình đấy là sụt FPS vẫn có, sụt vẫn cứ phải gọi là liên tục, không có cái câu chuyện nó fix cứng lại 60fps hoặc là 120fps đâu. Nhưng mà đây là phiên bản beta nên là ok, mình cứ bỏ qua yếu tố đấy. Cái quan trọng là cái cảm giác trong cái quá trình mà mình chơi game ấy, thì mình thấy nó ổn định hơn một cách rất là rõ rệt so sánh với phiên bản iOS 16 cũng là trên con iPhone 14 Pro này. Trước đây chơi Liên Quân 120fps trên iOS 16 ấy, đôi khi nó sụt xuống còn 90fps và cảm giác khựng thấy rõ rệt và nhân vật di chuyển được, có cảm giác nó bị khựng cực kỳ là khó chịu. Thậm chí là nếu như anh em chơi cái mức FPS 60, nó khựng xuống chỉ còn khoảng 50, hơn 50fps và nó có cảm giác rõ rệt là anh em nhận ra được cái độ giật của nó. Thế nhưng mà ở cái phiên bản iOS 17 này, đây mới chỉ là developer beta thôi nhá, thì trong quá trình chơi mình đã cảm thấy nó ổn định hơn, nó mượt hơn và cái hiện tượng sụt FPS nhìn ở cái thông số kia chắc chắn là nó vẫn sẽ có. Nhưng mà mình không còn cái cảm giác đấy kiểu nó bị đứng đứng, nó bị đơ đơ, nó bị lắc lắc giống như trước đây nữa. Và rõ ràng thì đây là một cái yếu tố mà mình tin tưởng trong những phiên bản tiếp theo thì cái trải nghiệm chơi game, cụ thể là game Liên Quân Mobile, cũng sẽ trở nên tốt hơn trên cái phiên bản iOS 17 này. Chúng ta đã chịu trận iOS 16 nguyên một năm rồi đó, và bây giờ chúng ta có quyền kỳ vọng vào iOS 17 để những cái trải nghiệm này sẽ trở nên tốt hơn. Và đấy mình mới chỉ test với tựa game Liên Quân thôi, là tựa game mình chơi. Còn với một vài những tựa game khác thì cũng đang rất cần anh em đóng góp thêm ý kiến ở phía comment ở bên dưới, là xem lên iOS 17 thì chơi game có ổn hơn hay là không. Comment nha. Ok, rồi cái yếu tố mà máy nó bị nóng hay là pin nó tụt thì cái chuyện đấy là chuyện rất là dễ hiểu trên mấy cái phiên bản developer beta này thôi. Nên là không có điều gì chúng ta phải phàn nàn đến mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Nói chung á, với phiên bản iOS 17 này, cảm nhận của mình đấy là nó cũng không có thứ gì nó thay đổi quá nhiều, ngoại trừ một vài những cái nhỏ nhỏ lặt vặt để mà tối ưu cho cái on-ground display. Mình thì mình không sử dụng on-ground display các bạn nhé. Và ngay cả cái tính năng như vừa rồi ấy, thì chắc chắn là mình cũng không sử dụng đâu. Tại vì buổi tối mà mình không sử dụng đến điện thoại, mình cảm giác của mình sẽ ném một góc hơi xa xa ra, chứ mình không có nhu cầu mình làm một cái kiểu đồng hồ đầu giường như vậy. Tại mình cũng đã có những cái món phụ kiện khác để mà làm những công việc như thế rồi. Đêm ném một góc, sạc pin cho đầy, sáng sau sử dụng tiếp. Và cái tính năng đấy thì nó khá là vô nghĩa đối với bản thân mình. Có lẽ cái sự thích nhất nó chỉ đến từ cái yếu tố trình duyệt Safari khi mà muốn truy cập vào những cái nội dung riêng tư. Đó, thì chúng ta sẽ cần phải có một bước xác thực thông qua VID. Và đó là thứ mình cảm thấy hài lòng nhất thôi. Chứ còn lại những cái thứ khác thì khá là bình thường. Vậy anh em thấy sao về iOS 17 Developer Beta? Và anh em mong muốn những cái tính năng gì sẽ có thêm trên nó? Hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Những cái thông tin rò rỉ về cái việc sideload những cái app đến từ bên thứ ba vào đây các kiểu thì chưa thấy nói năng gì đấy. Biết đâu trong thời gian sắp tới sẽ có thì sao? Chờ thôi nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.